Rồi, chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề về giấy ha. Đây giấy. Đây là giấy, hôm nay là mình sẽ nói về giấy này nè. Thì giấy này là hiện giấy Vinoco có tốt không ha? Và nó xài được trên những cái máy nào? Thì mình sẽ nói về cái này. Thì giấy trên thị trường bây giờ ha, thì nó có những cái loại giấy mà như 70, 80, định lượng 70, định lượng 80 ha. Định lượng 60, định lượng 68. Trong đó đây là định lượng số 8 nè. Đó thì các bạn có thể biết là định lượng số 8 A4, đây là định khổ A4 ha, định lượng số 8. Thì nó là khổ 210 x 297. Thì cái giấy này là đỡ mà photo thường thường là trong Sài Gòn này ha, trong Sài Gòn này người ta sẽ photo cái loại giấy này rất là nhiều. Cái giấy này định lượng 68 thì nó sẽ thấp hơn định lượng 70 một xíu. Nó sẽ mỏng hơn, nó sẽ mỏng hơn một xíu ha. Nó sẽ mỏng hơn nhưng mà mình thấy là phô nó vẫn ổn hơn, nhưng mà phô trên mấy những nhưng mà trên những cái máy photo thôi ha. Phô trên những cái máy photo thôi. Còn photo mà còn mà in á, in trong máy nhỏ thì hay bị kẹt ha, hay bị kẹt giấy. Thì đây thì mình chia sẻ với bạn là cái này nè. Giấy này là gọi là giấy giấy mà gọi là giấy giấy sản xuất trong nước ha. Giấy này thì bên công ty thì nó mua một cái cuộn giấy lớn ha. Nó gì nó bỏ vô máy, hệ thống máy của nó mấy tỷ đó, ha. Thì nó bỏ vô đó thì nó cắt giấy này ra, nó thành một đống tập này luôn ha. Thì ra xong rồi họ đóng cuốn, họ bán cho mình. Thì cái giấy này định lượng 68 ha. Thì định lượng 68 thì nó vẫn theo tiêu chuẩn, nó có ISO 901:2015 nè ha. Còn cả 500 siêu 500 tờ. Thì cái giấy này thì nó khác như thế nào so với những cái loại giấy mà giấy nhập ngoại ha. Ví dụ như giấy nhập ngoại thì bây giờ trên thị trường bây giờ như là giấy AA nè, giấy Naruto, giấy những loại giấy mà giấy nhập ngoại đó, giấy B10 nhập ngoại đó, thì nó khác như thế nào. Thì cái giấy này nè, thì mình thấy cái tờ A4 à, nó không đúng định lượng, không cái gì ta, nó không, nó dạng như là nó không đúng cái diện tích, nó không đúng cái tờ đó. Ví dụ 200 cái này 210 à, 297 thì mình thấy cái tờ giấy mà nhập ngoại thì nó sẽ rộng to hơn một xíu thôi, một ly thôi, tầm khoảng một ly hai ly thế đó. Đó thì mình so khi mà mình chắc cái giấy này nè với cái giấy nhập ngoại thì nó sẽ, giấy nhập ngoại nó sẽ to hơn một xíu. Còn cái thứ hai nữa là cái giấy này nó sẽ mỏng hơn, thì chắc chắn nó sẽ mỏng hơn rồi. Cái giấy này 68 mà định lượng 68 này các bạn thấy không, định lượng 68 còn cái định lượng 70 thì nó sẽ mỏng hơn. Nhưng mà có những cái tiệm photo hay là những cái tiệm ấy nó bán những cái loại giấy mà giấy 60 thì giấy thành nó rỉ hơn cái này luôn, nhưng mà nó rất là mỏng, nó mỏng như cái tờ giấy Blue nha, là giấy mà tờ giấy niêm phong á, y hệt như tờ giấy đó. Nó giấy 60 rồi, đã là 68 là nó mỏng rồi nhưng mà 60 nó cũng mỏng hơn. Thì như vậy đó. Thì đây thì ra này khi mà giấy này khi mà công ty nó nhập ngoại gì đó ha, thì nó vẫn theo tiêu chuẩn của nước ngoài đó, ISO 901 này, dùng cho copy này, express ha. Thường mình thấy cái này mà chạy photocopy nó vẫn ổn ha, 68 nó vẫn ổn, nó vẫn dày. Có những tiệm chạy giấy 60 thì nó hay bị kẹt giấy lắm, rất hay bị kẹt giấy ha, các bạn nên để ý ha. Các bạn nên xài giấy 68 là ổn. Khi mà photo cho sinh viên hay học sinh viên á, cần rỉ không cần chất lượng nhiều lắm thì sẽ dùng giấy 68 là ok. Đó, giấy 68 thì nói chung là tùy vùng miền thôi, có những vùng miền cái loại giấy này, có những vùng miền loại giấy kia. Thì đây là giấy Vinoco 68 ha. Mình thấy giấy này rất là ổn. Chạy photo ha, chạy trên máy photo thì rất là ổn ha. Còn mà chạy trên những cái máy in á, khi mình là một cái vừa tiệm, vừa là một cái tiệm photo, vừa là một tiệm văn phẩm ha, thì mình biết cái chất lượng giấy này như thế này đó, thì mình chỉ xài cho photo thôi, photo in ấn trên máy lớn thôi ha. Xài cho máy nhỏ là rất hay bị kẹt giấy ha, rất hay bị kẹt giấy tại vì rất là mỏng, nó xài rất là mỏng. Cái thứ hai nữa mà tiêu chuẩn mà thường những cái máy photo hay là máy in xài đó, thì tiêu chuẩn là xài giấy 70, định lượng 70 ha. Còn giấy 68 định lượng nó sẽ hay bị kẹt giấy. Thì anh chị lên, ví dụ anh chị mà cao xài với giấy này thì anh chị lưu ý ha. Thì mình là khi mình bán văn phẩm á, mình bán không có bán loại giấy này ra khách hàng, tại vì giấy này nó mỏng. Thường khách hàng bên mình là mua những xài cho những loại máy in máy nhỏ, máy văn phòng, máy nhỏ, máy đỡ bàn ha. Thì xài giấy này không ổn,
thì nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín chất lượng của mình ha, nên mình sẽ không bán loại giấy này. Mặc dù mình bán cái loại giấy kia nó cao tiền hơn xíu, nhưng mà uy tín chất lượng của mình nó sẽ cao hơn. Đó, cái gì loại giấy kia nó sẽ in, nó sẽ đẹp, nó bền hơn, nó sẽ ít kẹt giấy hơn, nó tại vì nó dày. Còn cái giấy này thì nó mỏng, thì hay cái giấy nó như vậy thôi. Rồi tí nữa mình sẽ quay 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 hết này cho bạn xem ha. Tại giấy này nó vậy ha. Đây các bạn có thấy ha, đây đây là giấy Vinoco, Vinoco của Copy ha. Cái đây là giấy bên Khải Hoàn sản xuất ha, bên Khải Hoàn này, bên Khải Hoàn bên của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh nó sản xuất ha. Thì cái giấy này nè, khi mà các bạn so sánh với giấy 70 này, này đây là giấy 70 chuẩn ha, giấy 70 chuẩn của giấy mặt ngoài ha. Thì khi mà các bạn so sánh nè, thì nó khi mà ha, khi mà các bạn so sánh với cái giấy này, thì khi mà cái giấy này á, so với giấy nhập ngoại á, thì nó sẽ dư ra một khúc này đó. Giấy nhập ngoại nó sẽ kích thước nó sẽ chuẩn hơn, còn giấy này kích thước nó không chuẩn lắm. Nhưng mà khi mà các bạn mà photo á, thì bên photo, bên tiệm photo nó có một cái máy cắt, thì cái chỗ mà nó thụt vô thụt ra thì nó có cũng không quan trọng lấy lắm ha. Đó thì các bạn có thể thấy nè, đây là giấy new ha, Enelto White New SC ha, toàn tiếng Anh ha, ISO 9001:2015 này ha, đây là tiêu chuẩn ISO đó ha, đó toàn tiếng Anh ha, ISO đây, mang vạch ha. Còn đây là trên này nó nói là được là in mực mực nước nè ha, in phát này, in laser này, nhưng mà mình thấy in laser in như kiểu này, in máy nhỏ này thì nó hay bị kẹt giấy lắm, mình xài cái máy lớn thôi thì nó chạy rất là ổn, còn xài máy nhỏ thì nó không ok lắm ha. Đó trên này định lượng là A4 210 297, định lượng 68 thì 500 tờ. Cái chỗ 500 tờ này này các bạn lưu ý, 500 tờ không thì một số máy giấy sản xuất trong nước á, thì số lượng tờ nó không 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 đúng ha. Thường thường là nó tầm khoảng 400 mấy đó, 440 mấy, ví dụ như giấy Excel nè, giấy Vinoco là những loại giấy đó, thì thường là mình thấy số lượng nó không đúng. Thì cũng một nhiều nhiều người nói thôi, chứ phải một mình nói thôi, mới nhiều người nói lắm. Ví dụ là giấy nhập ngoại, thường thường giấy nhập ngoại giấy WE hay là giấy Naruto á, thì nó sẽ số tờ đó sẽ rất là đúng, 500 tờ là 500 tờ ha. Còn giấy này là nó không đúng số tờ lắm, ví dụ nó sẽ thấp hơn một xíu ha. Thì cái này cũng chấp nhận được thôi, tại vì cái này là lỗi của máy móc hay là lỗi bên sản xuất gì đó ha, mình cũng không rành lắm. Đó thì chất lượng đóng gói nó vẫn ok ha. Đó các bạn thấy không, màu đỏ đỏ Homa đây ha. Đó ISO 9001:2015, 500 tờ A4 210 x 297 ha. Rồi 68 GSM, định lượng 68 ha. Rồi bên hông nó sẽ có y hệt như vậy thôi ha, copy ISO đây. Rồi bên này là bên chỗ Winoco ISO đây, tiếng Anh này, chất lượng này ha, định lượng lưu trữ này, chất lượng này đó. Rồi đó, rồi nếu mà các bạn thấy video mình trò chuyện thấy hay ha, hữu ích ha, thì các bạn có like đăng ký kênh của mình để theo dõi ha. Rồi cảm ơn anh chị ha.